hồi đó thì nói giữ số tiền này lại cho nó, thì nó đau bệnh thì lo cho nó, thì bây giờ nó bệnh vậy đó. Thì Út cũng không biết nó bệnh gì, nó cứ nói nó mệt mệt đó, thì Út cũng sợ vậy thôi. Thì nếu mà ai có giữ tiền của nó thì cứ việc đem nó về, không mấy là lên đây dẫn nó lên bệnh viện cho nó. Dạ nha, chỗ Út cha. Thì nhà hôm nay ghé thăm cô Út nha. Rồi mấy ngày nay chim sâu sao rồi Út? Thì vậy thì bây giờ Út nói chung ra nó về đây cũng như là tối ngày nó không có nhà. Đây vậy đó. Thì bây giờ là Út tính là cũng như nó lỡ nó lấy ba cái giấy số nó bán là chợ quê đó. Nó bán không hết. Thì nó bán, hả? Còn được đâu bốn ba mấy ta 40 tấm gì đó. Dạ. Thì Út tính là cho nó bán hết ba số này cho nó nghỉ luôn rồi. Sao à? Rồi mấy bữa gài thì chim sâu đi bán rồi ới rồi Út tính sao? Thì ngày hôm qua nó bán chợ quê đó. Dạ. Thì ới là ba mấy 40 tấm gì đó. Dạ. Thì giờ Út tính là thấy nó cứ sao bữa nay thấy nó ốm mà nó không chịu ăn cơm ăn gì chân á. À. Bây giờ thôi cãi đi cho nó nghỉ đi cho nó ở nhà nó đi đâu nó đi nó chơi bỏ gì đó. Còn cơm thì Út lo ha. Út lo. Mà hôm đó tới nay nó về nó ăn buổi chiều không? Dạ, nhưng mà nguyên nhân sao mà chim sâu bị mà bỏ ăn Út? Thì bây giờ cái vấn đề nó bỏ ăn thì Út cũng không biết làm sao. Dạ. Thì Út sợ cũng như hôm đó nó bị chó cạp nó đó. À. Rồi nó không có chịu đi chích ngừa chích gì chứ. Dạ. Bây giờ Út sợ cũng như là nó liên hệ gì tới cái đó đó. Dạ. Nó có ấy gì không? Bây giờ Út tính là thì có tiền thì Út chợ cái đem lên bệnh viện khám nó rồi coi mấy thì vô cho nó ăn chai nước biển, bữa nay nó quá ốm với nó mệt mình hoài à. Thấy thì giờ thôi bây giờ nó lỡ nó lấy ba cái số này nó bán cho quê rồi hết thì cho nó nghỉ luôn, không có cho nó đi bán nữa. Vậy chứ cái gì cũng vậy ha, mình giống như mình nói đây á thì giống như chim sâu về đây thì cũng coi giống như là con dâu rồi, thì nó bị vậy thì mình cũng đâu có mong muốn ha, mình cũng phải lo hết sức chứ, mà giờ đâu có tiền đâu mà lo. Thì tiền bạc cái đời tiền bạc thì có ai giữ tiền nó thì gửi tiền lên đây lo cho nó, còn nếu bằng không sợ gửi tiền lên đây thì gia đình Út ăn hết số tiền đó thì ai cứ việc chở nó đem về dưới trị bệnh cho nó. Dạ vậy đó, vậy đó. Chứ còn Út cái này Út khổ làm gì, Út có tiền. Dạ. Thì giờ vợ gửi lên đây thì sợ mẹ con Út thanh toán hết ba số tiền của ông Phụng thì cứ việc đem nó về dưới trị bệnh. Ý là cái clip này thì Út muốn lên báo cáo là cái bệnh tình của chim sâu để cho khán giả này kia gần xa được biết, để mai mốt này kia đấu thừa Út tại sao người ta ở bên bển này bình thường mà về đây chim sâu lại ốm mà bệnh như vậy ha. Đó thì bây giờ thì Út cũng nhắn gửi vậy đó. Dạ. Thì hồi đó thì nói giữ số tiền này lại cho nó thì nó đau bệnh. Dạ. Thì lo cho nó thì bây giờ nó bệnh vậy đó. Dạ. Thì Út cũng không biết nó bệnh gì, nó cứ nói nó mệt mệt đó, thì Út cũng sợ vậy thôi. Thì nếu mà ai có giữ tiền của nó thì cứ việc đem nó về, không mấy là lên đây dẫn nó lên bệnh viện cho nó trị bệnh cho nó. Ý là cái điều đó là Út nói lên để mai mốt khỏi có khán giả này thì thắc mắc đối thừa mình là Út không có chịu trách nhiệm. Dạ. Thì đó thì ai nói là đưa về này thì sợ 10 ngày trở lại đây là thanh toán hết số tiền của ông Phụng. Dạ. Thì ai có việc giữ nó thì cứ việc đó, bây giờ nó bệnh ai có lên đây thì lo bệnh. Ý là Út cũng báo cáo cho những nhà hảo tâm lúc trước mà giúp chim sâu, hay là những nhà hảo tâm mà để giúp Út để cho người ta biết đằng mai mốt có gì sao bà không lên mà bà nói cho khán giả được hiểu. Đó thì giờ Út nhắn là vậy thôi. Dạ. Đó thì ấy vậy đó, thì lên sớm chừng nào thì tốt chừng đấy. Dạ. Còn nếu mà không lên thì cứ việc còn khổ lắm, nói thiệt luôn á. Út không ăn gì hết mà Út cứ mang tiếng này kia nọ hoài. Còn nếu mà mượn người chửi Út á thì chửi thẳng đi chứ mượn chi. Dạ. Đó, cứ việc chửi thẳng Út đi. Dạ. Út không có trả lời đi trả lời gì chứ, cứ mạnh giỏi đó thì cứ việc chửi, rồi mai mốt nằm xuống chỗ không có chửi được đâu. Dạ. Đó thì cứ việc chửi, Út không có trả lời đâu, không có ấy đâu. Dạ. Chứ cái này á, con muốn nhỏ giảm cho con nghe chứ. Đừng có nghĩ là Út này kia nọ. Út phải mà Út có ăn cái đồng tiền đó đó mà cứ điện tới điện lui mắng chửi Út hoài á thì biết thì Út cũng phải tức, cũng phải nói thôi. Dạ. Đó. Còn cái này là Út chưa có nhúng tay, chưa có gì hết. Dạ. Ai
Hồi đó tới giờ Mạnh Thường Quân cho ăn giọng hay cán gì đó thì cứ việc làm đi, chứ Út đâu có ăn uống gì đâu mà cứ đổ thừa. Út cứ luyện lên cứ nói là Út hay kia kia hoài. Hình như là tụi nói gì trên này Út có chấp nhận là Út kêu con Út về. Tại vì ở dưới là nói con Út làm biến mặt tay cứ ăn của con chim sâu không. Thì Út thấy Út mà bất xúc Út đem con Út về trên này thôi. Út bẻ con chim sâu ở dưới đi. Ai nuôi ai làm gì làm. Đó chứ tại vì con chim sâu nó theo thằng Long nó về trên này. Chứ không phải mà Út kêu hết hai vợ chồng. Tại vì nó con chim sâu mới đầu tiên thì nó nói một câu, nó nói là nó không về trên này. Nó về trên này là nó ngủ không có thẳng chỗ, nó không ngủ có ấy với mà với Út. Rồi nó ở dưới giờ nó có nhà có cửa rồi thì nó về dưới, nó ở dưới nhà cửa, nó có nhà cửa nó ở dưới. Đó thì Út có nói là cũng như là nếu mà con Phụng nó ở dưới thì con đi về trên này đi, con làm lại chuyện cũ của con. Chứ giờ ở dưới cứ ăn mà người ta nói con ở dưới con ăn bám ăn là ăn của con chim sâu không. Đó mình đàn ông mà để người ta nói vậy hoài sao chịu nói, thì con Út về này con Phụng nó đi theo thì Út phải chấp nhận chứ giờ sao giờ mà cứ kiếm chuyện chửi hoài hay ha là bức xúc hay là thấy là không có lợi dụng con chim sâu được nữa mà kiếm chuyện với Út. Thì mình cũng thông báo cho quý vị khán giả được biết nha, chính mắt mình thấy là Long bây giờ về đây là Long chạy xe ôm, chính mắt mình thấy. Còn chim sâu thì đi bán giấy số, nhưng mà trong thời gian sắp tới á, là Út đây từ cấp giờ người ta nói là Út là đối xử không tốt chim sâu, nhưng mà Út thấy vậy chim sâu hầu như là yếu lại rồi. Bây giờ Út muốn là cho chim sâu nghỉ bán giấy số để dưỡng sức khỏe nha quý vị khán giả. Vậy thôi, đòi gì nữa bây giờ quý vị khán giả thì có sao thì em nói vậy thôi, chứ em không có mà thêm mà bớt cái gì hay là lên đây là chủ yếu cập nhật tình hình của Út và chim sâu. Tại cũng cảm ơn tất cả quý khán giả từ lúc đầu tới bây giờ thì để mình truyền tải cho quý vị khán giả xem, giống như bộ phim có từ đầu từ cuối, không lẽ bây giờ tới chuẩn bị tập gần cuối rồi cái mình không có truyền tải nữa rồi thì, khán giả nói mình sao? Nói chung là cuối cùng thì chị đâu cũng về đó thôi. Lúc đi là mấy anh em đã nói rồi. Cái này là gọi là lá rụng về cõi. Cũng như như là cái người kia là ơi. Để mà đi. Con giá cho mày bấm cái lớn rồi để một cái nữa đi. Mới có hai cái à. Mới hai cái phải không? Thì Út thấy là cũng như là hồi đó tới giờ là cứ nói là Út ăn uống Út kiện chim sâu không à. Thì giờ Út nói lên đây cho cộng đồng mạng biết. Từ hồi đó tới giờ chim sâu ở đây một năm mấy trời. Út chưa có ăn cái gì của con chim sâu hay là rút kĩa chim sâu một đồng xu lớn hay đồng xu nhỏ nào. Út cũng chưa. Út chỉ là mang cái tiếng thôi nhưng mà không có cái miếng. Rồi bây giờ con chim sâu nó theo thằng Long nó trở về trên này thì cũng kiếm chuyện chửi Út. Hồi ở đây chim sâu xách đi gù con chim sâu với thằng Long đi về dưới. Thì cũng chửi Út. Đó thì nói là Út đuổi xô con chim sâu. Rồi bây giờ chim sâu trở về bên này thì cũng chửi nói Út. Là nói Út là bây giờ khổ rồi rút chim sâu về đây đặng có nhà hảo tâm này kia tài trợ tiếp. Xin thưa quý vị khán giả, thật sự thì bây giờ quay thì đâu có gọi kêu gọi ai đâu, mà kể cả ai gửi tiền cho Út cũng đâu có nhận đâu, chủ yếu là cập nhật giống như bộ phim cập nhật cho quý vị khán giả xem để biết tình hình cuộc sống của Út, chim sâu và Long và ba của Long như thế nào thôi quý vị khán giả. Thì cảm thấy là mình cũng bức xúc phải không? Bức xúc chứ Út cũng buồn vậy lắm. Út nói thiệt không á. Phải như Út có ăn có chịu mà có chịu, còn cái này Út không có ăn mà cứ mang để cho Út chịu, ơn Út chịu hoài vậy á. Còn Út còn hơn là chế độn nữa. Thiệt luôn. Long về dưới thì Út cũng bị chửi, mà Long về trên này thì Út cũng bị chửi, mà chỉ có một người chửi Út thôi. Đó, chửi ra đây rồi cái cộng đồng mạng chửi theo, theo Út. Đó. Bây giờ Út cũng nói cũng như là Út hú cho trời đi, ai nói gì nó nói. Ý là mình tức quá để thông qua kênh của hai con để là nói cho khán giả hiểu thêm. Chứ thật sự ai có chữ thì Út vẫn nghe bình thường, chứ không cần phản pháo lại. Ý là mình lên mình nói cho khán giả hiểu thêm thôi. Chừng nào người ta nói cái việc nói, chừng nào người ta đau họng thì người ta nói. Vậy đi. Không có thiệt. Đó, Út ít có nói lắm mà nhưng mà làm riết thì Út quá tức rồi. Quá tức rồi. Cái gì thì cũng đổ rút về Út không. Thôi mình đồng tâm với Út, bệnh đồng tâm với mình. Sau này để từ thời gian giống như là gió đã lặng mà biển cũng chưa xìm ha. Giờ để cho chị chim sâu tự quyết định cái cuộc sống của chị đi.
còn nói Út á là vô ơn bạc nghĩa. Dạ. Hồi đó thằng Long gì dưới xách cái đít không gì dưới chứ có cái gì. Dạ. Đó mà bây giờ thằng Long nó vẫn có đầy đủ nhờ ai? Dạ. Nhờ người đó. Dạ. Không có người đó làm gì thằng Long nó phải có là cái gì đủ thứ trên xe rồi điện thoại rồi này kia kể để. Dạ. Đó thì Út cũng nói thiệt như đây là như Mạnh Thường Quân thấy thương nó thì cho nó sắm. Dạ. Thôi chứ là chừng nào mà bà xức cái túi ba ga bà. Dạ. Đi sắm cho nó. Đúng đi rồi. Rồi thì bà kể. Dạ. Còn cái này là bà cũng đâu có dính dấp gì ở đâu mà bà. Dạ. Để bà đi kể như vậy. Dạ. Sao mà con người của bà kỳ cục quá. Út nói. Dạ. Thiệt luôn đó. Thì video mình cũng kết thúc đây, cảm ơn Út đã. Ôi, chia sẻ nỗi niềm của Út ha. Chào Út nha, chào khán giả.